亲眼见证所有颠覆。预言即将实现，打开庆典第十三页，你会得到想要的东西。我来收这个世界欠我的债。我无处不在，称之为透明吧。羊皮纸上的灵魂总在阴影间哀鸣。不愁明火。啊，你躲在这里。回应你的。An enemy has been defeated. Hello, chào nha, trở lại kênh bài Mobile Việt nhé. Đầu clip các bạn đã được chiêm ngưỡng thiếu kỹ năng và màn xuất hiện của trang phục. Trang phục tên là gì nhỉ? Mình không biết luôn. Nhưng đó là vị tướng Tư Mã Ý bản gốc của Pen trong game Vương Giả Vinh Diệu. Trang phục đó sẽ sớm được chuyển giao cho Pen của Liên Quân Mobile nhé. Và chúng ta cùng chờ đợi trang phục trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ, ăn xe xa xong, mình sẽ viết mạng của khỉ rồi cân gấu luôn. Nhưng một con cáo nó sẽ chuyển qua, mình chạy thôi. Bật chương một lên, câu đam, câu đam, câu đam. Đánh thử chiêu 2. Ấy tốc biến kia, thôi xong rồi, hết chiều nhà mời. Hay quá Quyền Vương ơi, mình dùng chương 1. Úi, mình không lên bảng kìa. Hay thiệt luôn em ơi. Gấu đang farm lính. Gấu biến về. Nhưng mình phải đợi có cầu băng cơ. Mình sẽ dùng chiêu cuối vào bụi. Và mình xin. Wow, thành công em ơi. Một pha liều nhưng mà ăn nhiều của MOBA. Khi mà chơi Pen, một vị tướng sát thủ cực kỳ mạnh nhá. Anh em mà chưa chơi Pen, mà chơi Pen yếu, chắc chắn anh em chưa biết chơi Pen rồi. Để hãy cùng xem MOBA chơi Pen để các bạn thấy được sức mạnh của Pen. Đồng thời sắp tới có trang phục mới, bá tước tử xa. Tử xa bá tước. Bá tước mà con rắn màu tím anh em, kiểu như đang chủ đạo là màu tím và màu đen. Ở trang phục bậc S hay là bậc S nhỉ? Như vậy không có hiệu ứng biến về anh em nhé. Không có hiệu ứng biến về. Mà giá tầm 799 giảm 500 quân huy thì cũng hơi mắc đấy. Hy vọng là chị cả đán sẽ tạo lên hiệu ứng biến về cho trang phục. Tông thì là trang phục cũng không đủ độ hấp dẫn cho những em yêu thích vị tướng Pen đâu. Được cái trang phục có cái kiểu khác hoàn toàn so với Pen. Rất nhiều trang phục chuyển giao vì cái ngoại hình khác. Bên Vương Giả Vinh Diệu bản gốc nó có ngoại hình tướng khác mà. Chuyển giao trang phục sang khiến tướng Liên Quân được trải nghiệm một cái ngoại hình hoàn toàn mới. Và thành ra là cũng có cái độ hot nhất định việc anh em được trải nghiệm ngoại hình hoàn toàn mới anh em ơi. Ok, và chúng ta cùng chờ đợi nha. Tất nhiên thì khi trang phục ra mắt thì chắc cũng sẽ ra mắt sớm thôi. Thì mình sẽ review sớm anh em ơi. Trận này thì bên trong tay của MOBA vẫn chưa thể hiện được gì nhiều, có những pha nể đam thần thánh thôi. Còn mới chỉ có 2 mạng anh em ơi. Không, mạng thứ 3 rồi. Có thật tự kiếm nha anh em nha. Cái này thì hiện tại mình rất thích chơi phong cách trang bị thập tự kiếm. Cái thập tự kiếm này sẽ giúp mình đánh thường được cộng thêm sát thương phép cơ động hơn, tăng nhiều tốc đánh hơn. Kết hợp với nội tại của Pen mới là nội tại mà dùng một kỹ năng để tăng tốc đánh nha em ơi. Sẽ có rất nhiều tốc đánh nha. Ok. Đấy, chơi này anh em ơi, chơi. Từ từ nghe, bật chương 1 lên. Đánh từ chương 2 đánh được, lụng hết luôn. Rồi rồi, còn chút cuối để dính, để chính xác anh em nhé. Rồi. Ăn được LFT, nhưng tiếc quá, không ăn được luôn bạn theo. Ok. Anh em nhớ nha, chơi con này thì đừng ấn nút chương 1. Ấn nút chương 1 là mình bị lỗi đấy nha. Chứ mà anh em ấn chương 1 lần đầu cho anh em chạy, mình có thể câu rất nhiều chiêu, câu nhiều đam, tướng địch cực kỳ luôn ý, mà lại còn những khống chế nhé. Ok, và mọi người yêu cầu MOBA chơi con tướng gì tiếp theo, anh em cũng đừng ngần ngại nhớ comment bên dưới nhé. Chơi click chơi game thì nhớ lên shop của MOBA, shop MOBA Việt nha anh em nhé.
anh em có thể vô phần comment game của mình lấy tên shop, rồi anh em gõ lên trình duyệt hoặc là copy vô trình duyệt, các bạn sẽ ra được kết quả đầu tiên shop của Ngô Việt anh em ơi. Đã được 7-8 năm rồi, uy tín nha anh em nha. Thôi xong mình rồi. Ăn được Lily nhưng mà xin vĩnh biệt. Không có đường nào mà chạy được nữa, hết cả chiều rồi. Đấy mà hồi được kiệt chiều cuối là mình chạy được nha anh em nha. Nhưng mà tiếc quá. Sắp tới thì Liên Quân vẫn gia nhập rất nhiều trang phục, rất nhiều tướng từ Vương Giả Vinh Diệu chuyển giao qua. Chúng ta đã cảm thấy được cái này là cái chuyện rất là bình thường rồi. Nên mọi người cũng xin đừng thắc mắc về vấn đề là tại sao bây giờ đội ngũ làm trang phục của game Liên Quân lười thế, không tự sản xuất trang phục như trước mà chỉ toàn bê sang. Đây là một cái gì đó mà bên Meizu Tencent họ đang kiểu là một ăn đôi đấy anh em ơi. Tiết kiệm chi tiêu, tăng thu. Rồi chúng ta chấp nhận cái điều đó anh em ơi. Chúng ta chơi game mà chúng ta có game chơi mượt mà là ổn rồi. Hack map thì thôi cũng kệ đi. Mà bút bẩn bây giờ cũng đỡ rồi nha anh em nha. Thành ra thì nói chung là chơi game vui vẻ là được. Với mình là chỉ cần như thế thôi, chứ mình cũng không quá quan trọng là nhà phát hành game họ thế này thế kia. Bởi vì suốt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 năm làm về sự kiện rồi các tính năng các thứ của Liên Quân cũng cảm thấy là nhiều quá rồi. Bây giờ đối với mình ý, chơi game chỉ vui vẻ làm clip vui vẻ thôi anh em ạ. Câu chưa của gấu này, gấu chạy luôn chứ sao dám solo mà chạy thì không chạy được, mình dí theo thì phải chạy luôn. Ok, chỉ có một đường nữa thôi và dường như thì team bạn chắc cũng không đỡ được bởi vì team mình khỏe quá anh em ơi. Đã 2D thì chớ mà lại xanh hơn team bạn rất là nhiều. Bây giờ bổ phát chưa cuối vào không, chưa một thôi, đánh thử chưa hai luôn hai đứa. Ui, hơi sâu. Ok chào anh em, hẹn lại clip tiếp theo nha, bye bye.